Con xin kính chào quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Và giờ đây cho phép chúng con xin được giới thiệu niên khúc thánh ca Phêrô và Phaolô. Niên khúc Về Nơi Đây sẽ được trình bày bởi ca đoàn Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng của chúng con hôm nay trong phần đón tiếp. Và chúng con xin được kính mời quý cha cùng cộng đoàn cùng thưởng thức. Kính thưa quý cha cùng quý cộng đoàn, giờ đây cho phép chúng con thay lời cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu cha Anton Mai Quốc Phong, dòng Chúa Ba Ngôi sẽ trở về sân khấu để ban phép của anh cho chúng con. Một lần nữa chúng con xin được trân trọng kính mời cha và xin quý cộng đoàn dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ngài ạ. Kính thưa quý cha, kính thưa quý vị, chúng ta đã đọc kinh nhiều rồi, chúng ta cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Bây giờ con xin phép
thay mặt Chúa cùng cộng đoàn để ban phép của anh, xin mọi người thinh lặng một chút ạ. Xin cảm ơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con, xin Chúa chúc lành cho từng người trong gia đình chúng con, và xin Chúa chúc lành cho những của ăn chúng con sắp lãnh nhận do lòng nhân từ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính chúc mọi người ngon miệng. Xin cảm ơn. Chúng con xin được thay lời cho ban tổ chức trân trọng cảm ơn Cha Mai Quốc Phong. Kính chúc cha nhiều sức khỏe, bình an và nhiều thánh đức của Thiên Chúa. Và kính thưa quý cha cùng toàn thể các quý vị, chúng con xin được hân hoan chào đón quý cha, quý tu sĩ, quý chức đồng hương, quý vị ân thân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Với lòng yêu mến tri ân, cho phép chúng con thay mặt cho ban tổ chức xin gửi tới tất cả quý cha, quý tu sĩ, quý chức đồng hương cùng quý vị, quý quan khách lời chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt và lời tri ân sâu sắc nhất ạ. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng cộng đoàn, hôm nay đồng hương giáo hạt Đại Đồng miền Nam long trọng mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ là nền tảng của giáo hội. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng cứu thế và là người đầu tiên thay mặt Chúa Kitô điều khiển giáo hội. Ngài là chìa khóa mở cửa nước trời, là người xây dựng và sự hợp nhất trong hội thánh. Thánh Phaolô là người bảo vệ đức tin, dạy dỗ muôn dân lãnh nhận ơn cứu độ. Ngài là thanh kiếm bảo vệ nước trời và là người duy trì sự hợp nhất trong hội thánh. Xin Chúa ban cho đồng hương giáo hạt Đại Đồng chúng con biết noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô, hăng say truyền bá phúc âm, suốt đời hy sinh phụng sự Chúa, thương yêu phục vụ mọi người. Đó cũng là lý do mà chúng ta cùng hiện diện và cùng chia sẻ niềm vui với đồng hương giáo hạt Đại Đồng trong ngày lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô hôm nay. Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn, về dự ngày lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô hôm nay, chúng con rất vinh dự giới thiệu sự hiện diện đầy yêu thương của quý cha. Có quý cha đồng tế, quý cha chánh sứ phó sứ Tân Thái Sơn, quý cha đồng hương, quý cha khách, quý tu sĩ nam nữ, quý chức ban thường vụ đồng hương giáo phận Bùi Chu tại miền Nam, quý chức trưởng các giáo hạt thuộc đồng hương giáo phận Bùi Chu tại miền Nam, các quý chức đại diện các giáo xứ đồng hương xã hội, quý vị đại diện các công ty doanh nghiệp khách mời, quý vị ân thân nhân và quý khách cùng đông đảo anh chị em đồng hương giáo hạt Đại Đồng miền Nam. Và chúng con xin mời quý cha cùng cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để chào chúc nhau trong ngày lễ hôm nay ạ. Và về dự chương trình ngày lễ mừng hôm nay, ngoài những sự hiện diện đầy chân quý, đầy yêu thương của quý cha cùng toàn thể các quý vị, thì ngày hôm nay chúng con cũng được đón nhận những món quà bằng tinh thần qua những lãng hoa và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Và cho phép chúng con xin được thay lời cho ban tổ chức xin được trân trọng chào đón sự hiện diện đặc biệt chân quý đến từ những tình cảm qua những lãng hoa hết sức tươi thắm này. Và giờ đây cho phép chúng con xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho đồng hương giáo hạt Đại Đồng trở về sân khấu để đón nhận lãng hoa. Và chúng con xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý cha cùng cộng đoàn, cho phép chúng con xin được giới thiệu lãng hoa với sự hiện diện đầy yêu thương đến từ Hội Đồng Hương huyện Giao Thủy tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin mời quý vị trở về sân khấu cùng với lãng hoa. Sau lãng hoa Đồng Hương huyện Giao Thủy, chúng con xin được trân trọng giới thiệu lãng hoa đến từ Đồng Hương xã Giao Nạc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Vâng, chúng con xin mời vị đại diện trở về sân khấu cùng với lãng hoa. Và chúng con xin mời quý cộng đoàn dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng lãng hoa đến từ Hội Đồng Hương huyện Giao Thủy tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn cùng với sự hiện diện đầy chân quý đến từ Hội Đồng Hương huyện Giao Thủy tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chúc quý hội nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống ạ.
Và tiếp theo cho phép chúng con xin được giới thiệu nã hoa đến từ Đồng Hương, xã Giao Nạc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chúng con cũng xin mời quý công đoàn dành một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, xin được chúc mừng nã hoa của Đồng Hương Giáo hạt Kiên Chính cũng đã chính thức trở về sân khấu. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn nã hoa đến từ Đồng Hương Giáo hạt Kiên Chính. Sau đợt nã hoa đến từ Giáo hạt Kiên Chính, cho phép chúng con xin được mời nã hoa đến từ Đồng Hương Giáo xứ Thanh Thủy ạ. Và xin quý cộng đoàn dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn nã hoa đến từ Giáo xứ Thanh Thủy của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Giáo xứ Đồng Hương Giáo xứ nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống tuyệt vời. Và chúng con cũng nhận thấy sự hiện diện hết sức chân quý đến từ công ty trách nhiệm giày da Uy Thái ạ. Xin được kính chúc quý công ty luôn luôn phát triển và thành đạt ạ. Một lần nữa chúng con xin được cảm ơn nắng hoa đến từ công ty giày Uy Thái. Tiếp theo cho phép chúng con xin được giới thiệu nắng hoa đến từ công ty sản xuất thương mại dịch vụ VNK ạ. Và xin quý cộng đoàn dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng quý công ty hôm nay, đặc biệt là công ty VNK cũng đã hiện diện với chúng con. Và những năm vừa qua, xin được trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm sản xuất, thương mại và dịch vụ VNK. Tiếp theo cho phép chúng con xin được giới thiệu nã hoa đến từ công ty sản xuất giày dép Hlacoste ạ. Vâng, chúng con hân hạnh chào đón nã hoa đến từ công ty xây dựng TAC ạ. Vâng, xin được cảm ơn và kính chúc công ty nhiều thành đạt trong cuộc sống và cũng như sự phát triển. Dạ, chúng con xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo cho phép chúng con xin được giới thiệu nã hoa đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xuất nhập khẩu dép Patton ạ. Vâng, xin quý vị cũng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nã hoa đến từ đại diện công ty sản xuất thương mại xuất nhập khẩu dép Patton ạ. Vâng, xin kính chúc quý công ty nhiều sự phát triển và bình an ạ. Tiếp theo cho phép chúng con xin được giới thiệu nã hoa đến từ công ty sản xuất thương mại giày Đức Phú ạ. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện đến từ nã hoa của công ty sản xuất thương mại giày Đức Phú. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn nã hoa và cùng với sự hiện diện đời chân quý. Và cuối cùng cho phép chúng con xin được vinh hạnh và rất chào đón nã hoa đến từ đại diện Ban Thường vụ Đồng Hương Giáo phận Bùi Chu tại miền Nam ạ, cùng với một vị đại diện thay lời cho Đồng Hương Giáo phận phát biểu với chúng ta. Xin được trân trọng kính mời quý vị ạ. Vâng, xin quý cha cùng cộng đoàn dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nã hoa đến từ Ban Thường vụ Đồng Hương Giáo phận Bùi Chu tại miền Nam. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn nã hoa và giờ đây cho phép chúng con xin được kính mời vị đại diện cho Đồng Hương Giáo phận của chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu với chúng con. Chúng con xin được trân trọng kính mời ông ạ. Trọng kính cha Giuse chủ tế, quý cha quê hương, quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chức Ban Thường vụ Đồng Hương Giáo phận Bùi Chu, quý chức Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Thái Sơn, quý chức đại diện cho Đồng Hương tỉnh Nam Định, quý chức đại diện cho Đồng Hương huyện Giao Thủy, quý chức đại diện cho các công ty xí nghiệp, quý chức đại diện cho các giáo hạt, giáo xứ, giáo họ thuộc Đồng Hương Giáo phận Bùi Chu tại miền Nam, quý khách cùng toàn thể quý bà con Đồng Hương hạt Đại Đồng. Nơi đầu tiên cho phép con đại diện cho Đồng Hương Giáo phận Bùi Chu tại miền Nam xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức cùng toàn thể quý khách và quý bà con Đồng Hương một lời chúc sức khỏe bình an và một lời bình an qua lời cầu bầu của hai thánh cả tông đồ ban tràn đời hồng ân trên quý vị. Trong những ngày này, toàn thể giáo hội đang hân hoan mừng kính trọng thể hai thánh cả tông đồ Phêrô và Phaolô, mà hôm nay ngày đặc biệt Đồng Hương Đại Đồng chúng ta nhận ngài làm quan thầy. Trước giờ thánh lễ con thấy mưa, nhưng
lòng nhiệt tình của quý khách, quý chức cùng toàn thể quý bà con đồng hương chúng ta quy tụ về đây cũng rất đông. Các đoàn hội về đây cũng rất đông đủ, tiếng trống âm vang, đặc biệt tiếng kèn vang lên những bài hát thánh ca thật ấm cúng và trang nghiêm, kết hợp với quý chức và quý bà con đồng hương trang nghiêm để cung nghinh kiệu hai thánh quan thầy bốn chung quanh nhà thờ rất long trọng. Trong nhà thờ, cha chủ tế cùng quý cha ban một thánh lễ đồng tế cầu bình an cho đồng hương, quý chức, quý khách, quý bà con đồng hương, những người đã qua đời hoặc còn sống. Đặc biệt trong lời chia sẻ của quý cha đều cầu chúc cho đồng hương hạt đại đồng chúng ta luôn đoàn kết yêu thương và ngày một phát triển thăng tiến. Đồng hương đại đồng chúng ta đang thời gian phát triển. Hiện tại đã có 16 giáo xứ, nhưng đã thành lập được một số giáo xứ. Hiện tại có 2 giáo xứ thành lập cũng đã sắp xỉ 10 năm, đó là giáo xứ Thuận Thành. Và đến năm 2024 thì sẽ ra mắt các giáo xứ như Phú Thọ, Phú Hương. Và để cho hoàn thành đến 2006 thì tất cả các cái hệ thống trong hạt đại đồng chúng ta sẽ hoàn thành. Vậy chúng tôi cũng rất mong muốn quý chức hãy phấn đấu để hoàn thành cái kế hoạch đã đề ra để cho hạt đại đồng chúng ta hoàn thành hệ thống trong đồng hương. Hôm nay đi đồng hương hạt đại đồng chúng ta quy tụ về đây mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và đặc là bổn mạng của đồng hương giáo hạt. Tôi xin đại diện cho ban thường vụ xin kính chúc quý chức cùng toàn thể quý bà con đồng hương giáo hạt đại đồng thật nhiều sức khỏe, bình an, tràn đầy ơn Chúa qua lời cầu bầu của thánh hai thánh cả quan thầy. Và kính chúc cho hạt đại đồng luôn phát triển và đạt được kế hoạch trong một ngày gần đây. Trước khi ngừng lời, cho phép con xin được kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức cùng toàn thể quý vị đang hiện diện nơi đây lời chúc sức khỏe, bình an, và qua lời cầu bầu của hai thánh tông đồ ban muôn hảo hồng ân xuống trên toàn thể quý vị. Con xin chân thành cảm ơn. Chúng con xin được thay lời cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu chia sẻ hết sức chân quý đến từ đại diện ban thường vụ đồng hương giáo phận Bùi Chu tại miền Nam, cũng như quý chức cũng đã đề ra những kỳ vọng và chúc cho đồng hương giáo hạt đại đồng của chúng ta mỗi ngày mỗi phát triển như kỳ vọng của ban thường vụ chúng ta. Chúng con một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ cùng quý cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt các quý khách, ngày hôm nay sự hiện diện đông đủ của mọi thành phần là sự cảm kích rất lớn đối với đồng hương giáo hạt đại đồng của chúng con. Và chúng con xin được trân trọng cảm ơn vì tất cả. Kính thưa quý cha cùng quý cộng đoàn, trong phần đón tiếp cũng như tiệc mừng hôm nay chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính xin quý cha, quý cộng đoàn cùng toàn thể quý vị, chúng ta sẽ vui lòng cảm thông cho sự đón tiếp của chúng con. Và chúng con xin được kính chúc quý cha, quý cộng đoàn cùng toàn thể các quý vị dùng một bữa tiệc trong niềm vui phấn khởi mừng hai thánh Phaolô và Phêrô đầy tình yêu thương. Và chúng con xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý cha cùng quý cộng đoàn, và giờ đây cho phép chúng con xin được vinh hạnh và giới thiệu lên trên sân khấu quý vị đại diện cho ban truyền thông của đồng hương giáo phận Bùi Chu tại miền Nam sẽ có đôi lời chúc mừng đến với đồng hương giáo hạt đại đồng của chúng con. Một lần nữa chúng con xin được trân trọng kính mời ông. Trọng kính quý cha, trọng kính quý chức các giáo xứ trong giáo hạt đại đồng. Con là một thành viên trong ban truyền thông của đồng hương giáo phận Bùi Chu. Con xin gửi đến tất cả các giáo xứ trong giáo hạt đại đồng lời chúc mừng trong cái ngày trọng đại này. Giáo hạt đại đồng kết đan, 16 giáo xứ muôn vàn thân thương. Đại đồng Định Hải Phú Hương, Phú Ninh Thiện Giáo Minh Đường Sa Nam, Hoành Đông Ấp Lũ Thanh Nhang, Giáp Phòng Thanh Thủy Lạc Nam Thuận Thành, Phú Thọ Hà Cát Rạc Danh, Đại Đồng Lớn Mạnh Chúa Ban Ơn Lành. Con xin hết.
Chúng con xin được trân trọng cảm ơn món quà qua những lời thơ hết sức ý nghĩa đến từ đại diện của ban truyền thông của Đồng Hương Giáo Phận Bù Chu tại miền Nam, và chúng con xin được trân trọng cảm ơn. Và giờ đây cho phép chúng con xin được giới thiệu tiết mục với ca khúc Thánh Ca Cảm Mến Ân Tình. Xin mời quý cha cùng quý cộng đoàn cùng thưởng thức. Thank you.
Xin được cảm ơn tiếng kèn hết sức hay đến từ anh ca trưởng ca đoàn Đồng Hương giáo phận Bùi Chu tại miền Nam của chúng ta. Xin được cảm ơn tiết mục đến từ đại diện ca đoàn. Và tiếp nối chương trình văn nghệ giờ đây, cho phép chúng con xin được giới thiệu tiếng hát đến từ anh Đức Nguyện, thành viên ca đoàn Đồng Hương giáo hạt Đại Đồng của chúng ta. Xin mời quý cha cùng cộng đoàn thưởng thức ạ. Con xin gửi tới quý cha cùng tất cả quý đồng hương của giáo hạt Đại Đồng một bài hát Dấu Chân của cố nhạc giám mục Vũ Duy Thống. Hôm nào dưới reo cây, một mình thôi sóng chưa trên bãi biển. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân. Này là dấu chân, và kia là dấu chân nhỏ. Chiều nghỉ tươi, tựa hình với bóng bước chung đôi. Bao nhiêu dấu chân nhỏ, bấy nhiêu hình cảm. Đôi khi bóng vô mà hình bên bóng chân giữa. Thêm áo chân ôm nào còn một dấu chân thôi, đã bởi vì tôi lên ôm nào như lắm dấu chân nghe ngưng mang nỗi buồn. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một làn dấu chân thôi. Đàn nồng dấu chân to và nặng nề vết im đậm, mà sao chỉ còn một ngỡ hay chẳng thấy có dấu chân tôi. Con bước vô ba mà hình bên bóng chân người xa. Hôm nào thấy chân người ngon hà chùa. Hôm nào còn đột dấu không thôi, là bởi vì lên nào dưới reo chợt nghe dương anh mang nỗi buồn. Yêu quê nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân. Ta lòng dấu mà nặng nề vết im đậm, và sao khi còn bên dấu ai chẳng thấy có dấu chân tôi. Bao nhiêu dấu chân đó, bấy nhiêu người cảm tạ. Đôi
tuân phố phường ngàn nghìn bên bóng đất xa hô thân chân ơi đó là chúa đi hôm nào còn một dấu chân là bởi vì hôm nào đấu chân nhà bấy nhiêu niềm cảm tạ từng con như bốn mà hình để bóng chẳng vươn xa hôm nào thân đấu chân nơi đó là chưa đi đời hôm nào còn một dấu chân nuôi là bởi vì tôi yêu hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa tôi lên xin được cảm ơn tiết mục đến từ anh Đức Nguyện, thành viên ca đoàn Đồng Hương Giáo Hạt của chúng ta. Và kính thưa các quý vị, tiếp nối chương trình văn nghệ ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với tam ca với ba thành viên thuộc ca đoàn Đồng Hương Giáo Hạt của chúng ta. Đó chính là Minh Chuyên, Đức Nguyện và quý vị sẽ cùng trở về sân khấu qua tiết mục Thánh Ca. Giờ đây xin mời quý cha cùng cộng đoàn tiếp tục thưởng thức. Thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, dù tim con vẫn đang sao xuyến ngài ơi. Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, tuyệt vời thầy biết bao kỳ công Chúa là. Lời thầy nguyện ra đi quyết không ngại gì, dù đường xa mây mù dặn lối, này lòng con xin quyết vâng nghe. Vâng con vâng lời thầy nguyện ra đi loan báo tin mừng cho muôn dân ở khắp muôn nơi, nhận biết Chúa ôi vua tình yêu. Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, dù tim con vẫn đang xao xuyến ngài ơi. Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, tuyệt vời thầy biết bao kỳ công Chúa là. Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con
đời. Một tình yêu không mề phôi pha, ngồi thời gian dẫu có qua đi, vâng con vâng lời thầy, nguyện từ đây sống chết cho ngài, bao âu lo cùng với tháng năm, xin dâng Chúa ôi của tình yêu. Xin được cảm ơn tiết mục tam ca của ca đoàn giáo hạt của chúng ta. Và kính thưa quý vị, để trở về với sân khấu, xin mời các quý vị tiếp tục lắng nghe những giai điệu của ca khúc Thánh Ca mà chị Thanh Hằng cũng là một trong những thành viên ca đoàn của giáo hạt chúng ta trình bày. Xin mời quý cha cùng cộng đoàn tiếp tục thưởng thức.
say tình yêu nồng ấm. Trong con nghe lời Chúa ru cho con, đời con qua như mây bay, con tiến với giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong.